Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay cả gia đình mình đi về quê cô chú anh chị à. Tại vì ngày mai sinh nhật của bà chị cho nên là với lại mùa hè á, Lucas nghỉ hè rồi cho nên là phải tranh thủ đi về quê. Cô chú, đây là Tima nha cô chú. Tima xin chào bà cô chú, nhanh lên. Tima xin chào hả con, nhanh lên. Xin chào. Malaysia, giỏi quá. Tima đang chơi xúc cát cô chú à, rất là mê xúc cát. Hôm nay quay video. Trời, chiếc xe gì chạy ồn quá chị. Cô chú anh chị biết không, ngày hôm qua quân đội Ukraine hạ được một chiếc tàu của Nga. Một chiếc tàu này đang chở vũ khí cô chú, chở tên lửa rồi chở lính rồi chở rất là nhiều đạn dược ở trong chiếc tàu này. Người anh em của chiếc tàu Moskva mà hơn 1 tháng trước của quân đội Ukraine đã hạ, thì hôm nay người anh em đã đi theo anh đi xuống dưới đáy đại dương đó, là được quân đội Ukraine hủy vào ban đêm đó, thì làm cho mọi người cũng hân phấn vui mừng đó. Rồi tình bây giờ ở khu vực Severodonetsk cô chú anh chị biết không, rất là căng. Mình nghe nói là như vậy á, tại vì bây giờ tin tức của quân đội không có đưa ra nhiều cô chú à. Không có, nó là giữ kín cái những cái kế hoạch đó, hoặc là của bộ tổng tham mưu của Ukraine là họ giữ kín, hiện tại bây giờ không có nhiều thông tin. Hôm nay trả lời câu hỏi của một bạn có bình luận hỏi là chị giải thích cho em có phải cái tin này nó thật hay không. Tại vì bạn coi ở một cái chương trình nào đó, thì có quay cái video là nói là cảnh sát của Ukraine bắt người dân để đi lính khi mà người dân đang đi tắm biển. Thì cái clip này nó lâu rồi, nó tầm khoảng 2 3 tuần trước gì á, mình không nhớ chính xác nữa, mà nó tầm khoảng trên 2 tuần á. Thì ở thành người này là đang tắm biển ở thành phố Odessa. Thì cái thành phố Odessa là cái thành phố đang bị giao tranh, cũng không có giao tranh nhưng mà thỉnh thoảng có những cái tên lửa bắn vô, cũng thiệt hại những cái tòa nhà hoặc là những cái cơ sở hạ tầng cũng có, nhưng mà nó không có nhiều, nó chỉ chiếm vài phần trăm. Thì là cảnh sát với lại khu vực địa phương thành phố đó là người ta ra lệnh cấm là không được, mọi người dân không được ra bờ biển, tại vì bờ biển rất là nguy hiểm, người ta sợ nguy hiểm cho người dân thôi. Tại vì thỉnh thoảng có tên lửa rồi bắn từ ngoài biển đen vô đó rất là nguy hiểm, cho nên là yêu cầu người dân là không được tự 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 ý ra đó tắm biển. Cái thứ nhất, với lại cấm đốt lửa cắm trại hoặc là những cái bữa tiệc mùa hè là người dân thích, là thất người dân á, rất là thích chờ vào mùa hè để đi tắm biển, đi tắm biển nè, đi tắm hồ, rồi thí dụ như là đi cắm trại rồi đi picnic, nói chung là đi tắm nắng đó. Rất là người dân ở một cái xứ lạnh người ta rất là chờ vào mùa hè đó, cho nên là cái anh này ảnh đi ra bờ sông, ảnh không nghe, ảnh không nghe, ảnh đi tắm, ảnh đi tắm thì cảnh sát người ta kêu vô, không vô thì ổng sợ bị bắt bị phạt rồi đó, nên là có lời ổng chạy, chứ chứ đâu có cái chuyện mà bắt người Ukraine đi đi lính đâu đó. Bắt đó là không phải bắt, là người ta kêu thí dụ tới tuổi đi lính, hoặc là người này có thể là đi còn đi nghĩa vụ quân sự, thì họ sẽ đăng ký tên, rồi người ta mời giấy mời về nhà bước từng bước. Có rất nhiều người Ukraine hả, cách đây là họ gần 2 tháng là có những cái người ta đã được mời giấy mời, nghĩa là đầu tiên người ta sẽ bước nó từng bước hả. Có những người là gửi giấy về ha, xong rồi người đó phải đến bệnh viện khai báo y tế, coi như là cho bác sĩ kiểm tra cơ thể có bị vấn đề gì không là trước. Nếu mà ok hết thì bắt đầu cái bước thứ hai, giai đoạn thứ hai nữa là người ta sẽ mời đến những cái cơ sở quân sự để mà tập huấn luyện, ví dụ cầm súng, cầm những cái bước cơ bản nhất, tại vì không phải người nào cũng biết cầm súng hết trơn á. Cho nên là người ta sẽ từng bước một kêu lên là cầm súng, một tuần đi là 2 3 bữa, rồi đi trực, đi theo cái chế độ. Xong rồi khi nào mà rành rồi á, thì là lên cái cấp độ rồi có thể đi ra mặt trận, người ta mới đưa đi ra mặt trận. Còn có những cái trường hợp á, giấy mời về khám sức khỏe cách đây 2 tháng rồi nhưng mà vẫn chưa được đi đi tập luyện, chưa được đi cầm súng để thử nữa, thì làm gì có cái trường hợp mà cảnh sát đi ra ngoài bờ biển bắt người dân đi lính, đâu có đâu, không có. Như anh mắc chồng mình ở đây, ảnh hộ khẩu là ở thành phố này nè, ở thị trấn này nè, ảnh sống ở đây, nhưng mà gần 4 tháng nay tụi mình về ở đây sống mấy tháng, xong rồi tụi mình thỉnh thoảng đến đây nhưng mà đâu có cái giấy mời nào mà triệu tập để đi lính đâu, đâu có.
Cho nên là hiện tại ở Ukraine là lính là khoảng trước khi chiến tranh đó, là tầm khoảng 250.000 người lính lính đặc vụ, có nghĩa là có thể ra chiến trận mặt trận được á. Rồi xong khi mà tổng động viên mà bắt đầu cuộc chiến tranh đó, là số lượt tăng lên rất là nhiều, tăng lên 400. Xong rồi bắt đầu người tình nguyện đi đi lính nữa thì nó lên con số 600 700, mà hiện bây giờ là đã vượt con số là 1 triệu người trong quân đội. Có những cái video quay lên đó là lính đi vô trong những cái trại mà họ không có cái chỗ để ngủ, tự nhiên nó quá tải cái người lính đó đó. Nhưng mà lính hiện tại bây giờ giao tranh ở những cái thành phố mà nguy hiểm bây giờ đó, là những cái người lính này toàn là những người đã đặc vụ, những người là giỏi, có thể là cầm súng, là có kinh nghiệm chiến đấu ở cái vùng Donbass này, đã chiến tranh đã diễn ra trong vòng gần 9 năm nay rồi, cho nên là gồm những cái anh lính rất là kinh nghiệm ở đó. Chứ còn lính bình thường mà mới tập nghĩa vụ không có đến những khu vực đó được, là tại vì nó giao tranh ác liệt đó, rất là nguy hiểm, tại vì nếu mà không có kinh nghiệm giỏi thì rất là dễ bị hy sinh ở đó. Cho nên là quân đội không có đưa những cái người chưa có kinh nghiệm nhiều ra chiến trận đâu à. Rất là nhiều người lính đang tập huấn luyện, xong rồi đang ở những cái khu vực nào mà phòng thủ thôi, chứ còn mà đang chiến tranh mà những cái nơi giao tranh ác liệt là lính bình thường đâu có ra đó được, không có ai cho ra đó hết, ra rất là cản trở, rất là nguy hiểm nó. Cho nó hôm nay mình nói gì đó cho mọi người biết thêm. Còn cái điều thứ hai nữa, cái điều này nữa nè, là kênh mình tự nhiên bây giờ cũng cái làm cái việc thiện nguyện, tự nhiên nó cũng trùng hợp là do chị, một vị khán giả gửi gửi quà nhờ em giúp, thì từ đó nó lại phát sinh ra nhiều khán giả muốn gợi ý nhờ mình giúp chuyển quà giùm á. Thì mình cũng rất là vui cái chuyện này, thiệt tình là mình hồi đó giờ mình cũng ao ước là thí dụ như là mình muốn đi giúp đỡ người này người kia, mình rất là thích, là có cái tính rất là thương người. Mà tự nhiên bây giờ sẵn cái trường hợp này mình cảm thấy hoan nghênh lắm, ai mà gửi cho mình để mà đi giúp rồi mình rất là mừng, mà hơn nữa giúp được cho người ở đây nữa, tại vì rất là nhiều người Ukraine, có rất là nhiều người cũng còn khổ á. Họ cũng có được tiền trợ giúp của chính phủ, cũng cũng có tiền, nhưng mà do cái tình hình chiến tranh vọt giá nó tăng lên 3% thì cái đồng tiền nó không có tăng lên được, vốn dĩ lúc trước nó cũng vừa đủ hoặc là nó thiếu, nhưng mà giờ chiến tranh nó tăng lên vọt giá 34% á, so với đồng đô la thì mọi người nó lại túng thiếu nhiều. Nếu mà được khán giả khắp nơi trên thế giới, người Việt, cộng đồng người Việt mình mà giúp đỡ cho những cái ông bà cô chú già nghèo neo đơn thì mình sẵn sàng, mình ủng hộ, mình sẵn sàng mình giúp à. Nhưng mà cái điều mình muốn nói chính chính trong trong hôm nay đó là hiện tại bây giờ có một cái trang nó giả trang fanpage của mình ở trên Facebook á, là nó giả giống y chang của mình luôn. Hiện tại nó bây giờ khoảng 10.000 lượt lượt đăng ký, cho nên là nó tải nâng cấp video của mình từ YouTube nó tải lên. Mình sợ khán giả nào mà lỡ gửi tiền vô đúng cái bọn lừa đảo thì mình sợ khán giả bị mất tiền, mình sẽ không có chịu trách nhiệm vô cái phần này, cho nên là mình nói á, những khán giả nào mà muốn gọi muốn nhờ mình giúp chuyển quà cho người già ở đây á, thì hãy thứ nhất là liên hệ Facebook trực tiếp với mình, hoặc là Viber, hoặc là trên trang Viber, WhatsApp, mình sẽ cho số điện thoại. Với lại là trước khi mà gửi tiền á, các bạn cô chú anh chị hãy gọi điện trực tiếp, tụi em sẵn sàng gọi điện trực tiếp, thấy mặt trực tiếp, nói chuyện cho rõ ràng, mình chính xác, xong rồi từ mới mới nghĩ đến việc gửi tiền, chứ đừng có mà nhắn tin rồi gửi nó chuyển cho số tài khoản là các cô chú anh chị các bạn có thể bị mất tiền nha. Đó thì cái chuyện này thì thời gian bây giờ lừa đảo nhiều á, cho nên là phải cẩn thận à. Đó, hôm nay mình nói như vậy để cô chú anh chị và các bạn cẩn thận nha. Cái trang thật của mình hiện tại bây giờ chỉ tầm có 2.500 lượt follow thôi, lượt đăng ký, lượt follow theo dõi đó. Còn cái trang giả thì nó tới 10.000. Tại vì là sao? Tại vì là mình bỏ 2 năm mấy này mình không có làm, mình chỉ mới làm ra cách đây 1 tháng mấy này thôi. Cho nên là những khán giả kênh YouTube của mình nó không biết có đăng ký kênh giả không à. Đó, cho bây giờ mình đang cố gắng để báo cáo thế này, mà báo cáo đang chờ kết quả của chú anh chị, cho nên là cô chú anh chị các bạn cẩn thận khi mà muốn gửi quà nha. Gọi trực tiếp với mình chính xác,
Tại vì cái thứ hai nữa là khi mà mình khi mà tụi mình sống ở Ukraine, cho nên tất nhiên địa chỉ của tụi mình là sẽ ở Ukraine. Tên người gửi, người nhận, tên người nhận á, thường thường là tên của chồng mình và tên của mình. Còn có những trường hợp ngoại lệ thì những anh chị đó cũng biết, đã gọi trực tiếp với mình rồi, nên là không có cần lo ha. Đó. Cảm ơn. Và cái này nữa, những cô chú anh chị nào mà nhắn tin hỏi cái cách gửi tiền, rồi khi nào mà cô chú anh chị gửi tiền xong á, thì hãy nhắn tin nói cho em biết để mình ghi vô trong cái sổ là cô chú anh chị nào gửi tiền để mình biết được. Xong rồi mình nhiều lúc á, là nhiều cái tin nhắn khán giả hỏi thăm, rồi tin nhắn cô chú anh chị nhiều quá, cho nên là mình nhiều lúc nó bị lướt qua, tại vì nó nằm trong phần bình luận của YouTube, rồi fanpage, rồi Facebook, rồi Weibo, rất là nhiều tin nhắn, cho nên là anh chị nhắn vô cho mình để mình biết được là mình đã nhận rồi. Mình sẽ ai mà mình nhận được rồi thì mình sẽ trả lời là em đã nhận được rồi. Hoặc là ai mà không nhận được á, nếu mà gửi rồi nhưng mà em không nhận được á, thì cũng nên là phải nói cho em biết, nếu mà em nhận không được em sẽ nói lại, báo cáo lại cho cô chú anh chị, cho khán giả biết là để đi nhận tiền lại, tại vì có vài trường hợp đó là gửi nhưng mà nó bị trục trặc cái gì đó, tiền nó chuyển về lại là nó không có được đến, mình không có nhận được á, cho nên là mình báo cáo cho những anh chị đi ra ngồi chỗ mà gửi tiền nhận lại tiền. Thì có những trường hợp là cô chú anh chị, các bạn đã nhận lại cái số tiền mà không có chuyển được đó, để giờ cái mà im im luôn là mình không có biết nha. Rồi lỡ trường hợp im, các bạn im, không biết, tưởng là mình nhận rồi, trong khi đó mình không biết là có hay không, không có biết, tại vì mình không có thấy tin nhắn đâu này kia đó, thì mình không biết rồi cái đồng tiền đó là nó âm hết trong cái tài khoản đó là vĩnh viễn đó, cho nên là phải báo báo phải nói cho em biết là có gửi hay không, rồi thời gian thế nào để cho em báo cáo lại, khi nào được thì em nói được, còn ví dụ không được thì mình nói để cho ra nhận lại tiền nha. Đó, rồi hôm nay em quay video chia sẻ đến đây, cảm ơn cô chú anh chị theo dõi kênh nhà mình. Ai chưa theo dõi thì hãy nhấn đăng theo dõi, đăng ký và chia sẻ để nhiều người biết hơn kênh của gia đình mình. Cảm ơn rất là nhiều.